Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Xương, khóa 26, Dội pháo lên đồi, viết đầy tưởng nhớ dịp TH Sơn Thấu, khóa 26, tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến, gửi các bạn khóa 26 nhân dịp họp mặt 30 năm truyền tặng Hoàng Trung Nghĩa khóa 26. Đơn vị cổ vũ đang ở vùng hành quân Barbara thuộc quận Phong Điền. Địa danh này, nơi trận chiến mùa hè năm 72 đã đi vào chiến sử. Khi trung đội khai quang ngọn đồi trấn giữ, Vũ đã thấy vô số những bộ xương còn rải rác chung quanh hay nằm sâu dưới hầm hố. Vũ trách nhiệm một vùng đất rộng lớn. Ở đó, mỗi tuần vào ngày thứ sáu, đoàn xe tiếp tế từ Huế vào, tạo nên cho khu rừng một sự náo nhiệt, dù là trong một thoáng, để rồi trả lại cho sự tĩnh mịch. Thỉnh thoảng đó đây vang tiếng chim kêu làm nhớ nhà da diết. Thằng Nghĩa cùng khóa với Vũ, đóng trên ngọn đồi cao hơn chỗ Vũ đang đóng quân. Đôi khi liên lạc nhau qua tần số hoặc làm an toàn bãi đáp để cho nó tải thương binh sĩ. Nắng ấm của những ngày cuối mùa xuân đi qua mau, để rồi chịu đựng những tháng hè oi bức, nhất là những cơn gió Tây thổi đến, khô khan hầu như muốn nghẹt thở. Giờ đây, Vũ đang ở vào những tháng của mùa thu dễ chịu, với một chút se lạnh của Đà Lạt vào những lúc hoàng hôn đến. Vũ đang loay hoay trên tấm bản đồ hành quân để chọn những điểm di tản cho các chốt đêm nay. Cuộc chiến tạm lắng dịu ở những vùng trách nhiệm của binh chủng thủy quân lục chiến, nhưng vẫn rải rác những cuộc tấn công của đặc công cộng sản. Vì thế, chiến thuật dời chỗ đóng quân là một trong những yếu tố để phá thế đặc công. Bỗng dưng có tiếng súng từ xa vọng lại, đủ cho Vũ phân biệt được vũ khí sử dụng. Tiếng AK khô khan và chát chúa, lẫn tiếng M16 trầm hơn. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay và thầm nghĩ. Chà, hãy còn sớm mà, đã có chuyện rồi. Quả thật, mới 5 giờ chiều vùng núi vẫn còn sáng sủa. Những đám sương mù chưa xuất hiện ở những thung lũng sâu hay dọc bên bờ thung lũng. Vũ vẫn thản nhiên, vì đó là chuyện rất bình thường của một trận chiến chưa kết thúc. Tiếng súng mỗi lúc một gia tăng có vẻ quyết liệt hơn. Một vài binh sĩ đã có vẻ quan tâm tìm những mô đất cao, hướng về phía súng nổ, cho bàn tán to nhỏ về những gì mà họ đã nghe. Hình như mức độ giao tranh gia tăng mãnh liệt với thời gian khiến Vũ phải chú ý, quay sang dặn người hiểu thính. Kiểm soát máy cho cẩn thận, Khương. Dạ, thẩm quyền. Nhóm binh sĩ đang thì thào thảo luận, cũng tự giải tán quay về chỗ ngủ để lấy vũ khí cá nhân. Tiếng lóc cóc của dây đạn M79 của hạ sĩ tới, người xạ thủ mà Vũ rất tin tưởng vào sự bình tĩnh và chính xác tác xạ của anh. Tiếng đạn lên nòng M60 của xạ thủ người miền thượng nghe khô và chắc nịch. Vũ vẫn chưa cho lệnh báo động, nhưng chàng cảm thấy một niềm hãnh diện lẫn tự hào về những hành động của binh sĩ đang diễn ra trước mắt Vũ. Chàng nhủ thầm. Lên đánh giặc phải vậy chứ. Vũ đứng dậy đi một vòng tuyến, bỗng tiếng gọi giật chàng trở lại thực tại của hiệu thính viên. Thẩm quyền, có 360 gọi. Quay ngược trở lại, đỡ lấy ống liên hợp từ tay người lính truyền tin. Với một thoáng, nghĩ nhanh trong đầu lẫn nỗi ngạc nhiên. Chà, có chuyện gì quan trọng mà đến độ 360 phải gọi trong lúc này? 360, danh hiệu của người đàn anh đã đón nhận Vũ trong ngày trình diễn đầu tiên khi chàng và những sĩ quan khác cùng đến trình diễn đơn vị. Xuất thân khóa 22A, người miền Nam vui vẻ, nhưng nghiêm trang khi làm việc. Đặc biệt lúc nào cũng quan tâm đến những đàn em cùng trường. 360, đây Xuân Vũ. Tiếng ông có vẻ quan trọng và hình như cấp bách. Xuân Vũ gỡ nhà rồi về tần số Tây Đô, không dám quái điệu thần ưng mãnh hậu để theo dõi thằng bạn anh đang điều quân. 360, Xuân Vũ nhận 5/5. Vũ ra lệnh hiệu thính viên đổi tần số máy PRC-25.
sau khi anh đã liên lạc với trung đội 4 của thiếu úy Tuấn. Hồng Hà, đây Cửu Long Zulu, theo lệnh 360, nghe rõ trả lời. Hồng Hà nghe rõ, sẽ chuyển lời đến sao mai. Hiệu thanh viên đổi tần số như yêu cầu của Vũ. Vừa đạt đến tần số, Vũ bỗng hết băn khoăn, mà từ nãy giờ hình ảnh của 12 thằng cùng khóa đang lần lượt hiện ra trong trí óc. Vũ buộc miệng nói khi nhận ra tiếng nó. À, thì ra thằng Thấu tiểu đoàn 8. Một âm thanh phát ra từ ống liên hợp. Tiếng nó lúc thì đang chỉ huy binh sĩ, lúc trả lời cấp trưởng. Trong đó Vũ nghe được tiếng tiểu đoàn trưởng của nó người Huế, người duy nhất miền Trung trong các tiểu đoàn trưởng của sư đoàn. Bỗng dưng Vũ sửng sốt, tưởng mình nghe lầm, nhưng Vũ không thể lầm, tiếng nó nói rõ trong máy. Trình mặt trời, cho pháo dập ngay trên đồi tôi ngay, tụi nó đông lắm, chắc không sống nổi đâu. Tiếng nó đứt đoạn, lời đối thoại với cấp trên. Mấy đứa bay thảy hết lựu đạn xuống kìa, tụi diệt cộng nó đang bò lên kìa kìa, bấm bèn Claymore. Tiếng súng nổ rền trong máy hòa lẫn tiếng lựu đạn của hai phe. Mặt trời, nghe tôi xin, hãy dập pháo ngay lên đồi, ngay trên đầu tôi, mau lên thẩm quyền. Tiếng tiểu đoàn trưởng trấn an nó. Anh bình tĩnh nghe tôi, cố gắng giữ chốt, tôi sẽ cho tiếp viện. Tiếng nài nỉ của nó có vẻ quyết liệt và rất bình tĩnh. Không được đâu mặt trời, cho pháo ngay đi, tụi nó đang tràn lên đồi, đông lắm mặt trời. Mẹ, tôi chết rồi thì tụi nó phải chết, nghe tôi đi mặt trời, đừng sợ cho tôi nữa, tụi nó đang chạy lên đó. Nó dừng một chút để bắn, trong giây lát nó lại trở lại trên tần số. Mặt trời, cho bắn ngay đi, hãy cho tôi được nhìn chúng nó chết, trước khi tôi chết. Mặt trời, pháo ngay đi, không còn hy vọng sống nổi đâu. Nghe tôi, đừng chần chờ nữa mặt trời, hãy cho tôi được nhìn bọn chó đẻ này chết trước khi tôi chết đi mặt trời. Trong âm thanh hỗn độn ấy, bỗng nghe tiếng 360 chen vào. Sơn Vũ, 360, nghe được hãy trở về mái nhà xưa. Vũ, hiệu ông khóa đàn anh không muốn cho Vũ nghe tiếp tục những lời trăn trối của nó. Quả thật, mắt Vũ như trận rừng theo từng hơi thở dồn dập của nó. 360, Xuân Vũ đáp nhận. Vũ nói vậy, nhưng chàng vẫn chưa chịu trở về tần số cũ. Hình như muốn níu kéo vài giây phút ngắn ngủi với nó, cho dù cách không đầy 2 cây số đường chim bay. Tiếng đài ba của pháo binh từ căn cứ Nancy đã bắt đầu, để rồi liên tục sau đó theo cường độ mạnh hơn. Khói bụi bay tứ tung, những điểm đạn pháo chạm đất khiến cho Vũ hướng về nơi đó. Với tất cả xúc động mãnh liệt trong lòng, khiến chàng không cầm được nước mắt, Vũ đứng nghiêm thẳng người, chàng đưa tay chào vĩnh biệt nó. Binh sĩ trong vị trí sẵn sàng chiến đấu ngạc nhiên trước những hành động của chàng. Thẩm quyền, 360 gọi. Chàng cắn chặt môi trong chốc lát để dằn những xúc động đang hỗn động trong tâm hồn hầu lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời. 360, Xuân Vũ tôi nghe. Bên kia đầu ống liên hợp, giọng trầm buồn không như trước đây, khiến Vũ cũng đã hiểu sự việc, mặc dù chàng cũng đã biết. Xuân Vũ, anh chắc biết số phận của anh Thấu rồi, thôi cũng đừng buồn, ráng cẩn thận, coi chừng tụi nó, cổ lại chinh chiến kỹ nhân hồi Vũ à. Dạ, tôi nghe 360. Vũ trả lời trong tiếng nghẹn ngào. Trao lại ống liên hợp cho người hiệu thính viên, có lẽ anh đã hiểu, nhưng anh ta muốn rõ hơn. Thẩm quyền, bạn cùng khóa của thẩm quyền chết rồi hả? 360 báo cho tao như vậy, có nghĩa là nó chết rồi, mày về tần số của ông nghĩa cho tao nói chuyện. Đại độ 1 của ông phó hạ thẩm quyền. Ừ, Vũ đáp cọc lóc. Sau khi làm xong công việc, anh ta trao máy cho Vũ. Có thẩm quyền nghĩa rồi thẩm quyền. Vũ cầm ống liên hộp. Tùng Nghĩa, Xuân Vũ. À, Xuân Vũ, Tùng Nghĩa, có gì lạ không mày? Nãy giờ mày có nghe tiếng vỗ tay đó không? Có nghe, chuyện gì vậy? Thằng Thấu nó 13 rồi. Bên kia máy, Nghĩa, thằng bạn cùng khóa cổ Vũ của Thấu im lặng trong giây lát, như cùng một nỗi đau đớn giống chàng. Rồi chắc trong xúc động, nó không thể tìm câu trả lời nào khác qua hệ thống truyền tin. Nó nói, vậy hả? Mẹ, xong một thằng, còn khi nào tới tụi mình? Mẹ, mày chỉ nói bậy. Thôi, tao về mái nhà xưa. Vũ trao máy xong, chàng ngã người xuống chỗ nằm sau khi đã bỏ lệnh báo động. Các tiêu lệnh báo động từ các chốt xa vọng về. Đám binh sĩ rời khỏi vị trí một cách bình thản, sinh hoạt trở lại bình thường. Vũ nhắm mắt cho bớt căng thẳng và trong khoảnh khắc đã đưa chàng trở về quá khứ.
Ngày chọn đơn vị trong phòng chiếu bóng lê lợi như một ngày hội. Những nét ưu tư lộ trên từng nét mặt từng đứa. Vị chỉ huy trên bàn chủ tọa. Các dãy bàn, các sĩ quan đại diện quân binh chủng gọn ghẽ và có vẻ trau chuốt cẩn thận. Kiêu hùng nhất là nhảy dù với màu nón đỏ thắm. Màu nón mà Vũ ưa thích nhất, nhưng rồi chàng thất vọng vì lũ bạn đồng khóa. Trong danh sách thủ khoa đoàn đã hăm he giành trước. Nón nâu màu biệt động quân ư, khóa trường núi sình lầy đã làm cho Vũ đủ đầy thỏa mãn với màu nón. Đã một thời làm cho cộng quân khiếp đỏm. Vũ vốn thích cái gì mà Vũ chưa biết. Vũ bỗng nhớ lại ông khóa đàn anh Nguyễn Văn Loan khóa 23 ngày trở về thăm trường khi được hỏi. Niên trưởng, tôi muốn theo niên trưởng quá, nhưng theo ý niên trưởng thì tới nào? Ông đàn anh trong quân phục binh chủng với huy hiệu con trâu lè lưỡi đỏ lòm trông hấp dẫn Vũ quá. Anh muốn sống hùng sống mạnh, nhưng không muốn sống lâu thì theo tôi. Cả đám nghe ông nói có thằng trả lời. Ê, niên trưởng, nghe nói tụi này tè quá niên trưởng. Thế rồi cả bọn cùng cười. Vũ nín thở khi người sớm ngôn đọc lên từng tên sinh viên sĩ quan đã được xếp hạng theo thứ tự học vấn 4 năm tại trường. Khung của nhảy dù trong chốc lát đã được điền tên đầy đủ. Còn lại binh chủng biệt động lẫn thủy quân lục chiến. Vũ hồi hộp, mặt chàng nóng bừng. Hai tay như muốn vỡ tung vì lượng máu đang di chuyển khiến tim chàng gần như muốn ngộp thở. Sinh viên sĩ quan Nguyễn Xuân Vũ lên chọn đơn vị. Chàng đứng bật từ ghế ngồi như một cái lò xo sau khi đã rời khỏi vị trí nén ép. Có mặt. Đoạn đường từ ghế ngồi đến chỗ bảng ghi danh sau hôm nay xa tiếp. Vũ đi như muốn chạy. Tim chàng rộn rã. 4 năm gian khổ chỉ đợi có giờ phút này đây Vũ ơi. Chàng mạnh dạn đặt mạnh bản tên mình trên khung thủy quân lục chiến. Quay lưng lại phía bạn bè như một võ sĩ quyền anh. Vừa được ban giám khảo tuyên bố thắng trận. Vũ nắm chặt nắm tay vung lên, miệng hô với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Thủy quân lục chiến, sát cộng! Tiếng vỗ tay tán thưởng làm cho Vũ thỏa mãn giấc mơ 4 năm đã thành sự thật. Vũ trở về chỗ ngồi với một chút choáng váng như một người đã quá chén. Thằng Tốt kêu với Vũ từ hàng ghế trước mặt. Ê Vũ, 50.000 đổ cho tao, mày lấy sư đoàn 23 của tao. Vũ nửa đùa nửa thật trả lời bạn. Ê! Mày muốn dẫn mặt. Vũ ngồi xuống trong lòng một chút hối hận vì câu nói của chàng. Quả thật, màu áo binh chủng nào cũng gian khổ, cũng hy sinh cho một phần tổ quốc phải đối đầu với bọn cộng sản. Những phút mặc niệm trước khi ăn trong phản xá đã chứng minh điều đó. Nhưng truyền thống là cái gì rất khó giải thích. Vũ tự bào chữa cho mình. Ngày gặp lại sau những tuần phép ngắn ngủi, 15 tân sĩ quan thủy quân lục chiến trình diện. Phút đầu tiên, vị chủ tọa lễ nhận sĩ quan tại Bộ Tư lệnh tuyên bố là các sĩ quan Đà Lạt luôn luôn giữ truyền thống trình diện đúng phép. Vụ quay ngang nói nhỏ với thằng bạn cùng khóa với giọng cán bộ tân khóa sinh. Cũng truyền thống ở trung trưởng. Thằng Minh vì lý do gia cảnh về phụ tá phòng 4 sư đoàn. Thằng Huẩn cho giải ngũ vì gãy tay khi tập judo trong trường. Lúc chia tay, nó ngậm ngùi. Vũ an ủi mình. Thôi mày ở sư đoàn nhớ thúc hồ sơ lên loan cho tụi tao là được. Còn lại tụi tao hút cũng đủ rồi. 13 sĩ quan Đà Lạt đến Huế vừa lúc hoàng hôn đã tắt. Cả bọn chia tay mỗi đứa về hậu cứ riêng tiểu đoàn ở Măng Cá. Những cái bát tay nồng ấm của tình đồng khóa giờ đây chỉ còn có chừng đó thằng sẽ đi làm trạng danh cho trường mẹ, cho khóa và cho cả chính mình. Đến bắt tay với Thấu, Vũ nói đùa. Thôi, hết trống phố phải không mày? Nó cười để lộ cái răng khểnh trả lời Vũ. Ha, cũng mày nữa, đi đâu cũng có mày. Trăng hút để lấy phép về thăm trường nghe mày. Ừ, cái đó thì chắc. Vũ giật mình sau cái đập nhẹ của Dương Chập. Thẩm quyền, dậy dùng cơm. Ý, ăn cơm rồi hả? Tao ngủ có lâu không? Anh ta trả lời. Đâu có, thẩm quyền, nằm khoảng có 10 phút thôi. Vậy hả? Vũ buồn buồn đáp. Bỗng dưng Vũ chợt nhớ đến nó, lòng Vũ bỗng trùng xuống, Vũ bỏ đũa, miệng lẩm bẩm. Trăng hút để lấy phép về thăm trường ngang mày. Chàng cảm thấy không muốn ăn chiều nay. Một điếu cấp tăng, chàng đốt điếu thuốc rồi kéo một hồi thật dài.
Qua một lần khói mỏng manh, Vũ như đang nhìn thấy đám đàn em đang đứng nghiêm cúi đầu. Khi vừa nghe xong lời tuyên bố của sinh viên sĩ quan cán bộ trung đoàn trưởng trung đoàn sinh viên sĩ quan, trung đoàn sinh viên sĩ quan vừa nhận được tin buồn cố trung úy Diệp Thanh Sơn Thấu đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị. Trung đoàn dành cho một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.